This clip will be aired with more subtitles later today. On Monday, June 10th, 2024. 2024 ngày thanh hải vô thượng sư Thần Chay quan tâm nhất đã ân cần dành thời gian từ cuộc thiền bế quan của ngài cho việc thăng hoa địa cầu để thông báo cho chúng ta biết về cuộc đàm thoại gần đây của ngài với vua chiến tranh và mối liên hệ giữa năng lượng hòa bình và năng lượng sát sinh trong thế giới chúng ta. Câu trả lời của ông là làm sao chúng ta có thể loại bỏ năng lượng sát sinh để có hòa bình trường cửu. Giữa những đề tài khác, sư phụ cũng kể câu chuyện liên quan đến sức khỏe của ngài để nhắc chúng ta về lực khổng lồ của nghiệp thế gian. Hello, chào những người yêu dấu của các cõi thiên đàng, những linh hồn vĩnh hằng. Tôi vừa có một số tin nho nhỏ muốn chia sẻ với quý vị và hy vọng tất cả quý vị đang nỗ lực hết mình để kết quả, thành quả sẽ theo như cách quý vị muốn, nhất là trong cõi tâm linh. Và nhân tiện, trước khi tôi lại quên, cảm ơn tất cả những ai đã chúc mừng ngày sinh nhật của tôi trong những tuần vừa qua. Tôi không thể đích thân hồi âm cho tất cả quý vị, mặc dù tôi đã nghĩ coi làm cách nào rồi tôi quá bận rộn nên quên mất. Chúng tôi, những người tuổi thìn, tử vi Trung Hoa cũng hay quên và cũng làm việc quá độ nữa. Và như quý vị biết rất rõ về tôi là loại rồng này. Vì vậy, xin thứ lỗi cho tôi. Quý vị nhắc tôi rằng năm nay là năm thìn, năm sinh của tôi, nên quý vị đặc biệt chúc tôi mọi điều tốt nhất. Xin cảm ơn và cảm ơn quý vị. À, tôi cũng chúc tất cả quý vị, những ai sinh năm thìn âm lịch, cũng có thời gian tuyệt diệu và mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi không mừng sinh nhật của mình từ lâu lắm rồi. Tôi không có tâm trạng khi thế giới vẫn còn đau đớn và buồn khổ. Nhưng tất cả quý vị, những con rồng sống động, hãy ăn mừng và thưởng thức với phước lành và tình thương của các cõi thiên đàng. Tôi muốn nói chuyện với quý vị tại vì hôm qua tôi tình cờ quan sát một số sự giúp đỡ của vua hòa bình và tôi cảm ơn ông. Tôi cảm ơn ông rất nhiều vì đã giúp thực thi thiên ý và giúp thế giới trở nên hòa bình hơn, có từ trường hòa hợp hơn. Và rồi tôi hỏi ông, liệu ông có thể làm nhiều hơn thế được không? Ông nói ông chỉ có thể làm những gì ông có thể và trong phạm vi luật vũ trụ. Nhưng thực ra, tôi thấy ông đã làm nhiều hơn những gì ông có thể và những gì ông làm. Phần lớn ông phải âm thầm làm và gần như bí mật. Rồi tôi gọi thần chiến tranh và nói chuyện với ông. Tôi nói, tại sao ông làm những chuyện này? Dĩ nhiên câu trả lời rất rõ ràng. Ông nói với tôi rằng ông không thích những gì ông đang làm, như kích động chiến tranh trên thế giới này, nhưng nghiệp lực quá nặng nề, quá áp đảo, nên ông không thể làm khác được. Vì vậy, tôi nói với ông không có chút thương cảm nào cho các nạn nhân chiến tranh ở bất cứ đâu sao, bởi vì như ông thấy, không ai muốn điều đó cả. Quá nhiều đau khổ, quá nhiều nỗi đau chia lìa, bối rối lo lắng, những tình cảnh khủng khiếp, quá khủng khiếp, nỗi đau thể xác và đủ loại nỗi đau tinh thần, tâm lý, cảm xúc. Thì ông nói với tôi, trích dẫn, nghiệp lực giết hết mọi sự thương cảm và lòng trắc ẩn, nên nó luôn bằng zero, không thương cảm, không midlife. Kết thúc trích dẫn, midlife nghĩa là sự thông cảm, dù có muốn, ông cũng không thể, không có chỗ, không có cơ hội cho bất kỳ thương cảm nào tồn tại nếu nghiệp lực có ở đó. Ồ, ông nói chuyện hùng hồn hơn, nhưng tôi dường như không thể nói được. Vì thế, tôi nói với ông rằng tôi cũng hiểu địa vị và công việc ông phải làm.
Nhưng tôi không thể chịu nổi khi thấy con người đau khổ quá nhiều. Quá nhiều, nhất là những người ngoài cuộc vô tội, như người già và trẻ em. Điều đó thật sự khiến lòng tôi đau thắt mỗi ngày. Vậy hay là ông trừng phạt tôi một mình tôi và để những người khác được an bình? Tôi sẵn sàng chịu khổ dù nhiều bao nhiêu và lâu thế nào đi chăng nữa. Và tôi đã cố PR cho bản thân, như quý vị gọi là quan hệ công chúng. Tôi đã quảng cáo cho bản thân, nói tôi có giá trị nhiều hơn bất kỳ nạn nhân chiến tranh nào, dù tất cả họ gộp lại với nhau. Nên nếu ông tiêu diệt tôi, nếu ông trừng phạt tôi, thì sẽ đủ xứng đáng, sẽ đủ tốt cho những người khác chứ. Thì ông nói, không thể làm vậy được. Tôi nói điều gì cũng có thể cả, tại sao không? Ông mới nói, năng lượng giết chóc và bạo lực không trộn lẫn với năng lượng hòa bình, cho nên năng lượng hòa bình chỉ ở một mình và năng lượng giết chóc cũng ở một mình. Chúng sẽ không trộn lẫn với nhau và năng lượng giết chóc sẽ không thể bao trùm năng lượng hòa bình. Do đó rõ ràng là giống như hai cực của hai loại năng lượng, hai loại năng lượng khác nhau riêng biệt, cho nên năng lượng hòa bình không thể trộn lẫn, nên ông không thể tiêu diệt nó, vì thế ông chỉ phải tiêu diệt năng lượng bạo lực. Hy vọng là tôi đã nói rõ ràng khi nói chuyện với ông, tất cả hoàn toàn rõ ràng thực ra những lời của ông. Ông nói rằng tại vì nghiệp chiến tranh và nghiệp hòa bình đến từ những nguồn năng lượng khác nhau, chúng không thể trộn với nhau, thành ra năng lượng chiến tranh không thể bao trùm, không thể quấn quanh, không thể trộn lẫn. Ông nói rằng tại vì nghiệp chiến tranh và nghiệp hòa bình đến từ những nguồn năng lượng khác nhau, chúng không thể trộn với nhau, thành ra năng lượng chiến tranh không thể bao trùm, không thể quấn quanh, không thể trộn lẫn với năng lượng hòa bình. Đó là lý do tôi không thể hy sinh để mang lại hòa bình cho con người. Con người trên thế giới phải thay đổi sang một lối sống đúng đắn, phải cắt đứt lối sống bạo lực và giết chóc. Rồi hòa bình sẽ đến, hòa bình sẽ ngự trị và sẽ trường tồn. Đó là lời ông nói. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được điều gì đó như thế từ vua chiến tranh. Tôi tưởng mình có thể cho đi mọi thứ mình muốn miễn là mình có nó. Nhưng điều đó không đúng. Nếu có năng lượng hòa bình, mình cũng không thể cho nó để làm loãng năng lượng chiến tranh. Có lẽ làm loãng chút xíu, như mình có thể giúp bằng cách ngồi bên cạnh một người lo lắng hoặc một người sợ hãi, làm họ bình tĩnh lại bằng năng lượng hòa bình của mình, nhưng không làm loãng toàn bộ năng lượng chiến tranh của thế giới. Trời ơi, thế mà tôi cũng tưởng chúng ta có thể cho đi mọi thứ, và tôi rất buồn khi nghe những điều này. Sau đó tôi nói với vua chiến tranh, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Và tốt nhất là ông nên ở phía tôi vì lợi ích của chính ông. Thiện lành sẽ luôn chiến thắng. Nên quý vị thấy đó, nghiệp là điều gì chúng ta không thể tránh được, dù là thiện nghiệp hay ác nghiệp. Và điều không thể tránh khỏi khác là thiên ý. Ngày hôm nọ, tôi đã nói với quý vị về chuyện ăn mỗi ngày một bữa. Tôi không hề có ý định nói với quý vị. Có lần, nguyên cựu phó tổng thống hai nhiệm kỳ của Đài Loan, Formosa, bà Lữ đến thăm đạo tràng miền đất mới với một trong những người nữ tháp tùng bà, hỏi là tôi có phải ăn mỗi ngày một lần không. Tôi không nói gì cả. Tôi nói sang chuyện khác. Tôi không muốn nói về điều đó. Thế mà hôm đó tôi không biết tại sao tôi lại buột miệng nói với quý vị về điều đó, dù tôi không nhớ đã nói những điều này trước đây về lối ăn ngày một bữa. Chỉ là xuất phát từ sự thương cảm cho tất cả tha nhân, con người đói, người thân động vật cũng đói.
và sự thiếu tiện nghi ở mức tối thiểu thực phẩm cơ bản cho những chúng sinh khác nữa, thậm chí cho cây cối hoặc thực vật. Nhưng rồi tôi buột miệng nói ra, sau khi gửi cho đội ngũ làm việc, tôi nhớ ra điều đó, nhưng do bận rộn với quá nhiều việc khác, nên tôi đã ghi chú. Tôi nói, xóa phần đó đi, hãy xóa câu mỗi ngày một bữa. Và sau đó, tôi nghĩ khi bài nói chuyện trở lại với tôi để hiểu đính, tôi sẽ xóa đi. Nhưng rồi tôi không xóa, quên mất. Rồi nó vụt khỏi tay tôi và được phát sóng. Ôi trời ơi, tôi không muốn phần đó được phát sóng, thậm chí ban đầu còn không muốn nói với quý vị nữa, tại vì tôi không muốn những hậu quả của việc đó, nghiệp nhân lên của việc đó. Với lại, tôi cũng không muốn một số người bắt chước. Quý vị có thể muốn bắt chước những gì tôi làm đã xảy ra rồi, họ muốn bắt chước những gì tôi làm, nhưng rồi nó đã được phát sóng. Trước hết, tôi không muốn nói với mọi người về việc tôi làm trong thế giới riêng tư của tôi. Và thứ hai, tôi không muốn mọi người làm theo, bởi vì có thể đó không phải là điều họ nên làm, hoặc có lẽ không phải là điều tôi nên làm nói với họ. Có lẽ tôi không nên nói, rồi tôi quên mất. 2-3 lần nó vụt mất, cho đến sau đó, ôi trời, khi tôi nói với một trong những người ở truyền thành vô thượng sư, trời ơi, tôi muốn cắt phần đó về việc tôi ăn mỗi ngày một bữa, nhưng rồi tôi quên mất, bây giờ quá muộn rồi, quá muộn rồi. Và tôi cảm thấy rất buồn suốt mấy ngày. Nhưng sau đó thiên đàng nói với tôi rằng điều đó phải được tiết lộ. Dù có thở dài nhẹ nhõm, tôi vẫn không thích để phần đó công khai tiết lộ như thế. Nhưng rồi tôi biết tại sao nó phải như thế, để có lý do khác mà tôi có thể nói với quý vị. Đừng quá cực đoan, mà hãy chăm sóc thân thể, chăm sóc sức khỏe của quý vị, vân vân. Như thế đó, vì Thượng Đế không muốn con người hạn chế bản thân quá nhiều với một số loại kỷ luật điên cuồng là điều không cần thiết chút nào. Nên sau này tôi cũng nhớ ra Đức Phật cho phép tăng ni thậm chí uống nước ép rau củ và trái cây bổ dưỡng vào buổi chiều sau giờ ngọ, nghĩa là thường được miêu tả là thời gian chỉ ăn mỗi ngày một bữa. Và rồi tôi nhớ ra rất nhiều đạo sĩ hoặc người tu hành luyện tập đủ loại hành hạ thân thể. Và tôi hỏi Thượng Đế liệu điều đó có thật sự giúp họ được giải thoát. Bởi vì suy cho cùng họ làm tất cả những điều đó vì Ngài, phải không? Thượng Đế nói, không, Thượng Đế không muốn con người làm hại đền thờ của Ngài. Thân thể là đền thờ của Thượng Đế và chúng ta phải nên tôn kính, nên chăm sóc đền cho tốt. Một cách hợp lý, ý tôi là, dĩ nhiên không cực đoan như vậy, ngoại trừ đôi khi cần thiết, giống như nếu quý vị phải lên truyền hình vô thượng sư, thí dụ vậy thì quý vị phải ăn mặc phù hợp và trang điểm này nọ. Tất cả là ý kiến của tôi muốn mọi người trên thế giới hiểu nhau, biết các quốc gia khác hoặc trang phục và truyền thống của các vùng khác nhau. Họ càng biết nhiều càng tốt, cho nên chúng ta làm đủ loại chương trình để mang các công dân trên thế giới lại với nhau trong tinh thần tôn trọng, yêu thương, thấu hiểu nào đó, rằng chúng ta nên chung sống theo cách đó, rồi chúng ta sẽ có hòa bình, hòa hợp và sẽ không bao giờ có chiến tranh. Nhưng điều đó dĩ nhiên là chưa đủ, bởi vì theo lời vua chiến tranh, tôi đã hỏi ông, vậy thì phải làm gì để tiêu diệt năng lượng hiếu chiến này, năng lượng giết chóc để có hòa bình trên địa cầu, để con người được sống hạnh phúc, may mắn theo cách họ nên sống. Ông nói với tôi, nghiệp lực quá sức tràn ngập và nghiệp giết chóc không bao giờ có thể bị tiêu diệt trừ khi con người trên thế giới
Lời của ông, tôi trích dẫn lời ông nguyên văn, trừ khi con người trên thế giới thay đổi lối sống của họ và hoàn toàn từ bỏ bạo lực giết chóc, thì chiến tranh sẽ bị tiêu diệt, hòa bình sẽ đến và ngự trị vĩnh viễn. Kết thúc trích dẫn. Bây giờ chúng ta đã làm việc mấy chục năm rồi, tôi cảm thấy hơi cô đơn, hầu như làm việc một mình. Nhưng ngày nay, với hệ thống Internet, với truyền thông lan rộng trên khắp địa cầu, tôi cảm thấy rằng có rất rất nhiều công dân thế giới đồng hành thực sự được động viên hướng tới hòa bình và cố gắng hết sức để ủng hộ điều đó qua lối ăn không có thịt người thân động vật, đến lối ăn thuần chay, lối sống thuần chay và nhiều cách liên quan hoặc tương tự khác. Và tôi rất vui và rất mừng, chỉ là con số vẫn chưa đủ để bù đắp cho nghiệp giết chóc bạo lực. Con người giết, ôi trời ơi, hàng tỷ người thân động vật mỗi năm. Làm sao chúng ta có thể bù đắp cho điều đó? Trừ khi tất cả chúng ta thay đổi sang lối sống nhân từ. Tôi nghĩ ngay cả trẻ em 5 tuổi cũng sẽ hiểu ý tôi nói gì. Nhưng lực hoán tưởng khiến mọi người mù quáng, biết tai và làm u ám tất cả tinh thần có lương tâm này bên trong trái tim của hầu hết con người. Người thân động vật khác góp phần nghiệp bạo lực ít hơn chúng ta. Là thế này, có lẽ một số người thân động vật không thể ăn thuần chay, nhưng con người, chúng ta có quyền lựa chọn, chúng ta có nhiều, vô cùng nhiều lựa chọn, và chúng ta có thể ăn bất cứ thứ gì trong thế giới thực vật và có đủ dinh dưỡng. Đó là điểm chính. Con người đã không cần phải sát sinh, hiện không cần phải sát sinh và sẽ không cần phải sát sinh. Thế mà con người cố tình phủ nhận lối sống nhân từ và chọn giết, ăn tất cả thịt, nhiễu máu này. Một số thậm chí còn ăn sống, ăn thịt người thân động vật. Khi nhớ tới và nghĩ tới điều đó, mình đã cảm thấy rất kinh tởm rồi. Nói chi tới chuyện ăn thịt mà vẫn còn máu trong đó, hoặc thậm chí ăn sống. Ôi trời ơi! Con người, một số quá độc ác, không thể tin được, còn tệ hơn một số ác quỷ địa ngục. Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách để diễn đạt lại. Ước gì tôi có thể viết xuống, đọc thì sẽ dễ hơn cho tôi, nhưng tôi không thể viết nữa. Sau khi chỉnh sửa, rất nhiều chương trình trên truyền hình vô thực sự, chỉ là không cảm thấy thích viết nhiều cho lắm. Tôi chưa bao giờ thực sự thích viết. Chỉ hồi còn đi học hoặc khi còn trẻ thì tôi làm thơ, bày tỏ cảm xúc của mình vào thời điểm đó, bởi vì ý tưởng đến nên chỉ cần viết xuống thôi. Nhưng thơ thì dễ hơn đối với tôi vì thơ thì ngắn. Hơn nữa, thơ tuôn ra dễ dàng, nên gần giống như tôi viết xuống những gì xuất hiện trong tâm trí một cách nhanh chóng và đơn giản. Nhưng những thứ nghiệp chướng, tất cả những điều mà tôi phải giải thích cho quý vị thì khác. Nó phải chính xác và nó phải trung thực, chứ không chỉ là cảm nhận cá nhân, mà phải chân thật và đúng, nên khó khăn hơn nhiều so với làm thơ hoặc viết tiểu luận ở trường. Thấy đó, ngay cả trong đời sống thường nhật, tôi cũng không viết điện thư hay gì hết. Dù sao thì cũng không cần viết, tôi không biết cách. Cho dù biết cách, tôi cũng không biết có muốn viết điện thư hay không. Chỉ khi tôi phải viết lời bình, chỉnh sửa hoặc gợi ý cho những chương trình truyền hình vô thực sự và liên lạc với một số thành viên trong đội ngũ làm việc của tôi,
Bằng không, tôi không viết gì cả, ngoại trừ một số ghi chú ngắn để nhắc nhở về các thứ cần làm và điều quan trọng nhất là tôi hầu như cũng không ghi lại. Như cuộc đàm thoại với thần chiến tranh, tôi quên mất một số từ mà ông sử dụng. Phải, mà nội dung thì cũng tương tự thôi, thí dụ như nghiệp bạo lực hay năng lượng bạo lực cũng tương tự. Nó biểu đạt cùng một điều. Và dù sao thì quý vị cũng sẽ hiểu những gì tôi ráng truyền đạt cho quý vị. Nếu không thì, ngoại trừ một số ý tưởng hoặc điều gì đó mà tôi phải viết và tôi không có thời gian, hoặc đó không phải là lúc để viết cho các thành viên đội ngũ, hoặc tôi không muốn chịu thêm bức xạ nữa, vào cuối ngày thì tôi viết ra bằng tay. Nếu không, tôi không viết cho ai cả. Trừ khi đó là công việc cho truyền hình vô thực sự và đó là rất nhiều việc đối với tôi rồi, bởi vì nếu viết xuống một số chữ sai thì phải viết lại và rồi phải sắp xếp để mình viết xuống ở cùng một nơi hoặc chỗ chính xác trong chỗ trống bé nhỏ của bài. Cho chương trình mất rất nhiều thời gian. Mà tôi cũng không thể đánh máy bằng 10 ngón tay với tất cả điều đó. Tôi có đủ việc phải làm và rồi cũng phải làm công việc bên trong nữa. Nên tôi không có cảm hứng để viết những bài viết dài dòng hay gì đó nữa. Tôi chỉ viết những câu ngắn hoặc những bài viết ngắn như cho những khẩu hiệu thuần chay hay hòa bình. Hoặc bản tin ngắn cho đội ngũ, một số gợi ý cho đội ngũ để làm một số chương trình, vài lời bình về một số chương trình hoặc vài bổ sung cho một số chương trình, vân vân. Và bấy nhiêu cũng đủ việc để tôi làm rồi, tại vì tôi cần phải làm nhiều việc bên trong hơn bên ngoài, nhưng tôi không thể bỏ cái nào cả. Tôi thực sự nhớ khoảng thời gian trên Phi Mã Lạp Sơn và trên Hảo Trà. Hảo Trà là một vùng núi ở Đài Loan, Formosa, nơi tôi từng đi bế quan một mình hoặc với một vài thường trú. Và rồi đôi khi tôi đưa cả nhóm thường trú lúc đó đi với tôi và chúng tôi dựng lều bên bờ sông và sống đơn giản, rất đơn giản. Chỉ nấu 2-3 cái nồi lớn và chúng tôi chia sẻ với nhau một số loại rau củ dại ăn được vào lúc đó. Và có lẽ là khoai lang, khoai tây, một số loại trái cây mà chúng tôi ăn sống được, vùi vào lửa nhỏ để nướng, táo nướng, cam nướng, bắp nướng, những thứ tương tự. Và chúng tôi rất hạnh phúc. Lúc đó, tài chính của tôi eo hẹp. Thực phẩm và quần áo của chúng tôi, mọi thứ đều có giới hạn. Nhưng lúc đó tôi hạnh phúc nhất. Bây giờ tôi có thể có bất cứ gì tôi muốn, có thể có các thứ này kia gửi đến cho tôi nếu tôi muốn, nhưng tôi không thích nhiều như trước nữa. Và tôi ăn rất đơn giản, thậm chí chỉ gạo lứt, muối mè. Và nếu có một số loại rau củ, thì nó không phải là những loại không cảm thấy đau. Và nếu là trái cây thì chỉ ăn dưa, dưa leo thế thôi. Không ăn những thực phẩm thông thường mà con người thường tiêu thụ nữa. Không cam, không táo. Thậm chí không mua nước trái cây bởi vì họ mất rất nhiều công sức ở ngoài kia để làm nước ép, nên tôi chỉ ăn dưa trực tiếp nếu có. Tôi còn làm vỏ dưa thành dưa chua để tôi cũng có rau. Nếu muốn, tôi có thể ăn chúng như rau củ tươi ngon, chỉ cần cho vô nước, muối, giấm và một chút đường. Còn vỏ thì cắt thành miếng nhỏ và cho vào lọ hoặc hộp đựng bằng thủy tinh và để vào tủ lạnh 3-4 ngày, hoặc thậm chí lên đến một tuần là mình có thể ăn tươi rất ngon.
Vì vậy, chúng ta không cần phải tạo ra nhiều rác cho bãi chôn lấp. Ngoài ra, vỏ dưa cũng rất bổ, nhiều dinh dưỡng hơn ruột bên trong quả dưa. Bởi vì khi ăn dưa, mình có thể làm vỏ thành món dưa chua, và đó đã là khá nhiều thức ăn rồi. Nếu thuận tiện, thì có thể mua những quả dưa này và ăn ruột bên trong và sử dụng vỏ để làm dưa chua, làm rau hàng ngày. Vậy là rất nhiều rồi, nên tôi không cần phải mua nhiều thứ, đó là khá sang rồi. Và đời sống có thể còn mãn nguyện hơn theo cách đó. Quý vị không cần phải giặt giũ hoặc nấu nướng nhiều, hoặc tạo ra nhiều rác. Bởi vì ngày nay, người ta bán đồ cho quý vị, họ giao hàng đã được đóng gói sẵn trong túi ni lông nhỏ hoặc lớn. Và việc đó cuối cùng tạo ra rất nhiều rác, bởi vì tôi nghĩ vẫn có nguy cơ đại dịch và nhiều nguy cơ mắc bệnh khác, như cúm gia cầm ngày nay đang lan rộng khắp mọi nơi rồi, và nhiều bệnh lạ khác hoặc bệnh cũ đang tái phát. Vì vậy, khi giao hàng, người ta sẽ bọc mọi thứ lại. Họ khử trùng, rau củ, và sau đó họ bọc nó trong túi ni lông để giữ vệ sinh cho quý vị. Nên trong tình huống này, con người tạo ra quá nhiều rác cho các bãi chôn lấp, cho môi trường, và làm tắc nghẽn các tuyến đường thủy gây ô nhiễm sông ngòi, các loại nguồn nước ở khắp nơi. Ngày nay rất nhiều nguồn nước bị ô nhiễm, không ngừng với hóa chất, hạt vi nhựa, và đủ thứ có hại. Nước không còn sạch như trước, như thời Đức Phật. Nhưng ngay cả thời Đức Phật, các tỳ kheo được khuyên nên sử dụng vải để lọc nước, để mà bất kỳ sâu bọ hoặc côn trùng nào sẽ không chết trong quá trình nấu ăn. Và cho dù các tỳ kheo uống một ít sữa thời đó, thì sữa được lấy một cách nhân đạo. Quý vị biết điều đó, một số người giàu nuôi người thân bò hoặc cừu, và họ chỉ vắt sữa bằng tay, rất nhẹ nhàng và vừa đủ để sử dụng cho gia đình, hoặc một chút cho làng xóm, không giống như cách chúng ta sản xuất hàng loạt ngày nay với đủ loại máy móc gắn vào. Ngực của người thân bò đáng thương hút hết sữa ra và cướp đi con của họ, thậm chí còn ăn thịt con của họ. Ôi trời ơi, bạo lực của con người là vô tận, không nói hết được. Tôi không biết làm sao trái tim của hầu hết mọi người có thể chịu được khi ăn tất cả những thứ này, nếu họ thật sự biết thịt được làm từ gì và từ đâu. Họ chỉ nhìn thấy gói hàng, họ không thể hình dung người thân bò đau khổ, vùng vẫy giãy giụa trong khi bị sát hại hoặc bị cắt cổ, hoặc bé con bị tách khỏi bò mẹ, khóc suốt chặng đường và sẽ bị chặt bầm để làm thịt bê cho người ta. Và tất cả người thân cá nhảy thở thoi thóp trong lưới, hoặc bị bắt sống, giữ sống và bị chặt đầu, bị ăn khi còn sống. Ôi trời ơi, trong khi vẫn còn sống, biết không? Nhiều thứ khác tương tự như vậy, và người thân cua và tôm hùm la hét khi người ta quăng họ vào nước sôi để nấu sống. Và tất cả người thân tôm vẫn còn nhảy trong khi bị nấu. Nói về điều đó thật đau lòng, kinh khủng. Tôi không muốn nói. Không muốn nói, nhưng tôi phải nhắc nhở con người rằng đây là sự thật. Sự thật là như vậy. Sự thật là thịt, miếng thịt mà quý vị cho vào miệng đến từ nỗi đau đớn, thống khổ vô vàn của những chúng sinh vô tội không làm hại gì mình. Nói về những chuyện này thật sự rất đau lòng. Hôm qua tôi chịu không nổi nữa, chứng kiến biết bao đau khổ vật chất và phi vật chất.
Mình có thể nhìn thấy trong tâm trí dù không xem truyền hình, bởi vì linh hồn mình tự do, có thể đi dạo khắp nơi và nhìn bất cứ đâu mình muốn. Đôi khi tôi phải đóng hết lại, nếu không thì không sống nổi. Hôm qua, tôi đã rất đau đớn và khổ sở khi nhìn thấy quá nhiều buồn phiền trên thế giới. Tôi thường không cầu Thượng Đế bất cứ điều gì cho bản thân. Nhưng hôm qua, tôi phải cầu, tôi phải quỳ xuống, nói, xin Ngài hãy vì con, xin Ngài. Ngừng tất cả điều này, đừng trừng phạt con với vô số đau khổ mà con phải chứng kiến, mà con phải cảm nhận, phải biết. Thật là kinh khủng. Tôi không thể chịu nổi. Nhưng thấy đó, chúng ta là những người tạo ra tất cả những điều này, chúng ta là chủ nhân mà có thể ngừng tất cả điều này. Nên tôi chỉ khẩn cầu tất cả con người trên thế giới, xin tử tế với bản thân. Bởi vì nếu quý vị thực sự muốn tử tế với chính mình, thì hãy tử tế với tất cả tha nhân. Ngừng mọi đau khổ đối với người thân động vật và đối với con người trong chiến tranh. Và đó là cách quý vị tử tế với chính mình. Đó là cách quý vị lập kế hoạch cho một cuộc sống tươi đẹp hiện tại, tương lai, và cho tất cả tha nhân chung quanh mình, cho tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, cho các thế hệ mai sau từ gia tộc, gia đình quý vị. Xin hãy tử tế với chính mình. Tôi xin lỗi đã nói tất cả điều này. Tôi nghĩ gì nói nấy. Bất cứ điều gì đến trong đầu tôi không viết xuống bất cứ gì. Không có người nào viết cho tôi. Không có ai nhắc chữ hoặc ghi chú hay là bất cứ gì. Cuối cùng cũng có tin vui mà tôi muốn nói quý vị nghe. Quý vị còn nhớ câu chuyện về người phụ nữ có hắc thần thông đã dùng ma thuật độc ác cuộc khoảng trống giữa nghiệp để hại tôi, mặc dù không giết được tôi. Cô ta đã làm hại một chút, ruột của tôi đã bị thương bởi tà thuật đặc biệt này, và ruột đã bị thương mấy tháng trời sau khi tôi kể quý vị nghe chuyện đó, giống như ai đó bắn mình bằng một khẩu súng hay thứ gì đó, nhưng đã chỉ trượt qua, không đi vào các cơ quan quan trọng là mình chết. Có lẽ chỉ bắn trượt qua và có lẽ vẫn có thể làm tổn thương khi nó ở gần cơ quan đó. Tương tự như vậy, ruột của tôi bị thương và tôi nghĩ sau một thời gian sẽ ổn. Vì vết thương không gây đau nhiều, nó gây hại theo kiểu khác, nên tôi cứ để vậy. Tôi nghĩ, ồ, một thời gian nữa sẽ ổn thôi, vì vết thương không lớn, có lẽ khoảng 1/3 kích thước ngón tay giữa, nên nó không lớn lắm. Tôi nghĩ mình sẽ có đủ lực lượng để chữa lành, vì tôi cũng bận. Không thể cứ ngồi đó, nghĩ tới vết thương nhỏ. Nên tôi tiếp tục làm những việc khác, quá bận công việc bên ngoài, công việc bên trong, kinh doanh, thiền, đủ thứ chuyện xảy ra hàng ngày trong cuộc sống. Cũng vậy với tôi, cho dù tôi đang bế quan, mọi thứ vẫn có thể thấm vào nếu nghiệp thế gian chồng chất quá nặng.
Lúc này hay lúc khác, nó luôn luôn khiến tôi bận rộn, nên tôi thậm chí quên bẵng về vết thương, chỗ bị thương. Tới vài tháng sau, có lẽ khoảng 4 tháng trước, nó bắt đầu gây rắc rối cho tôi, nhưng tôi cũng quên bẵng mấy ma thuật tà ác của khoảng trống giữa nghiệp này. Tôi tưởng đó chỉ là nghiệp thế gian chung chung, tại vì mỗi lần tôi hỏi điều gì đó, họ thiên đàng luôn nói với tôi đó là nghiệp thế gian, nên tôi coi đó là điều hiển nhiên như vậy. Tôi thậm chí không hỏi nữa, vì tôi cũng rất bận. Quý vị biết đó, rất bận rộn. Mỗi phút, mỗi giây trong đời tôi ngày nay hoàn toàn bận rộn như vậy, nên tôi cũng quên luôn vết thương trong ruột của mình, và nó càng ngày càng gây rắc rối hơn. Nó gây rắc rối cho dạ dày. Chỉ mấy ngày gần đây tôi mới được cho biết, may thật, là ruột có vết thương. Và vết thương truyền dịch tiết cho dạ dày. Đó là lý do dạ dày có vấn đề. Nhưng tôi không nghĩ nhiều, bởi vì chỉ là một chút đau và ở chua rất nhiều. Nhưng không cảm thấy bị kéo xuống quá nhiều. Tôi không cảm thấy không khỏe hoặc bị bệnh hay gì hết. Tôi vẫn làm tất cả công việc của mình. Tới gần đây thì tôi được cho biết như thế. Thế nên tôi biết phải làm gì, bởi vì tôi nhớ lại chuyện đó. Và bây giờ nó đã đỡ hơn rồi. Cảm tạ ân điển của Thượng Đế và tất cả lực lượng bảo hộ. Và tôi đã hỏi về nguồn thông tin đó, tại sao các ngài không nói cho tôi biết sớm hơn, thì tôi có thể đã thoải mái hơn và vết thương đã không có ở đó suốt thời gian qua. Lỡ vết thương làm vỡ ruột rồi tôi phải vào bệnh viện thì sao? Bây giờ tôi không thể đến đó, tôi đang bế quan. Rồi tôi được cho biết, ồ, đó là nghiệp thế gian, không được phép nói. Tôi nói, lại như thế hoài, được rồi. Và tôi thậm chí còn biết một số cách điều trị tại nhà để chăm sóc vấn đề về dạ dày và chấn thương. Nhưng mãi tới gần đây, tôi mới nhớ tới điều đó khi tôi được cho biết rằng tôi có một vết thương ở đó và dạ dày đã bị truyền dịch tiết. Vết thương ở ruột truyền vào dạ dày. Cái được gọi là dịch tiết, đó là lời chính xác của họ. Bởi vì tôi không nghĩ tới điều đó, không biết về điều đó, không biết rằng vết thương trong ruột có thể truyền dịch tiết vào dạ dày và gây ra các vấn đề cho dạ dày. Đủ thứ vấn đề xảy ra, khó tiêu, đầy bụng, nặng bụng, mà mình có thể cảm nhận giống như ai đó nhét vài viên đá vào bụng và mình phải đi khắp nơi với đó. Và ngay cả khi biết hết mọi điều đó, tôi cũng không yêu cầu giúp đỡ, cứ quá bận không thể nghĩ tới. Và không phải vì chuyện bận rộn mà đó là nghiệp chướng buộc mình phải hành xử như vậy, làm mình không hiểu, làm mình quên. Mặc dù mình có thể tự chữa vết thương nhưng quên mất, cho dù có một loại thuốc chữa lành bệnh, mình sẽ quên. Nên nghiệp là một thứ khủng khiếp, đó là điều tôi muốn nói với quý vị qua câu chuyện này. Và tôi thậm chí hỏi Thượng Đế là có được phép nói cho quý vị biết không, bởi vì có những đau khổ, đau đớn hoặc phiền muộn mà tôi không luôn luôn được phép nói cho quý vị hoặc bất cứ ai biết. Tôi rất mừng có thể nói với quý vị điều đó để quý vị có thể nhận thức rõ hơn về nghiệp lực, nghiệp cá nhân của quý vị, cũng như nghiệp xung quanh và nghiệp thế gian. Đôi khi tôi đưa mọi người đi cùng như người thị giả nào đó. Bình thường họ cư xử rất tốt, cho đến khi chúng tôi ở lại đâu đó cùng với một số người khác, các đệ tử khác. Thế là cô ta trở nên khác, hoàn toàn khác. Ví dụ như cô ta không nấu ăn cho tôi, cô ta không làm gì cả, chỉ ở trong phòng suốt ngày, với lý do là phải thiền. Tốt thôi, cuối cùng tôi phải ngừng công việc và tự nấu ăn cho mình và cho cô ta ăn khi cô ta đi vô. Cứ thế, ngày nào cũng vậy, ít nhất gần 2 tháng cho đến khi chúng tôi rời đi. Mỗi ngày tôi nấu ăn, cô ta không làm gì cả. Và cô ta đến ăn muộn, 6, 7, 8 giờ tối, sau đó tôi phải nhắc cô ta giữ sức khỏe, mặc ấm này kia. Tôi không màng, tôi chỉ nghĩ đó là nghiệp thế gian đã khiến cô ta trở nên như vậy, nhưng sau này thiên đàng nói với tôi,
Không phải vậy, tôi nói tại sao cô ta cư xử như thế, thì họ nói với tôi rằng, chữ nào họ nói với tôi nhỉ, tôi chỉ muốn trích dẫn chính xác nhưng đôi khi tôi quên, lâu lắm rồi, chuyện đã qua rồi, không nhớ nữa. Được rồi, tôi quên mất từ ngữ chính xác nhưng ý nghĩa là người bên cạnh tôi, ở phòng kế, người theo tôi và lẽ ra phải giúp tôi lại không làm điều đó bởi vì cô ta đã bị nhiễm nghiệp của hai người khác, người mà tôi đã trả tiền thuê nhà để ở. Vì thế nghiệp là một thứ đáng sợ. Và bây giờ quý vị đã hiểu tại sao có nhiều đạo sĩ, nhiều người tu hành đi tới những nơi xa xôi, lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn hoặc đến cuối dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, nơi không ai có thể lên được như chỗ Walmart ở Hy Mã Lạp Sơn, nơi có tuyết quanh năm. Ngay cả vào mùa hè, tuyết cũng dày đến nỗi không ai có thể lên được. Có lẽ cho đến khi quân đội đi dọn sạch mọi con đường ở dãy Hy Mã Lạp Sơn để những người hành hương có thể lên, sau đó người ta lên và mang thức ăn cho các đạo sĩ hoặc những người tu hành ở đó, ở ngọn núi xa xôi của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Và họ sẽ nhận được thức ăn, có lẽ trong suốt thời gian đó, về một số thực phẩm thô để giữ trong 6 tháng, khi không thể đi qua tất cả tuyết ở vùng Hy Mã Lạp Sơn đó. Tôi đã đi qua nhiều vùng đó sau khi quân đội dọn tuyết, vì tuyết dày đến nỗi cả hai bên đường vẫn như bức tường, những bức tường rất cao, cao 3-4 mét. Chỉ có tuyết và băng ở hai bên đường nhỏ nơi người hành hương có thể đi. Nên nghiệp thực sự là thứ khủng khiếp. Nhiều khi quý vị đi ra ngoài làm việc hoặc làm điều gì đó hoặc gặp ai đó và bỗng nhiên quý vị cảm thấy khác lạ, cảm thấy hung hăng, cảm thấy khó chịu, cảm thấy buồn mệt hoặc buồn nôn, bị nhức đầu. Bất cứ gì như vậy không phải lúc nào cũng do nghiệp của mình mà vì quý vị bị nhiễm nghiệp bên cạnh mình. Hoặc thậm chí một số đồng tu, khi họ xem truyền hình bên ngoài rồi họ bị nhức đầu hoài bất cứ lúc nào. Nếu không xem truyền hình nữa, thì họ sẽ hết nhức đầu. Cho nên nếu đột ngột bị mắc bệnh nào đó, hoặc điều gì đó gây ra bệnh, thì quý vị hãy chú ý và tránh hoàn cảnh đó. Tránh xem chương trình đó, hoặc tránh gặp những người đó. Nếu có thể, hãy tuyệt đối tránh. Nhân tiện nói quý vị biết thôi. Có rất nhiều điều tôi có thể nói hoặc không thể nói cho quý vị biết. Nhưng tôi cũng rất bận, không thể nói với quý vị mỗi ngày. Hoàn cảnh bây giờ không giống lúc trước. Khi bế quan, tôi phải làm nhiều công việc bên trong, thậm chí còn quan trọng hơn công việc truyền hình vô thực sư, nhưng tôi phải làm cả hai. Cho nên nếu tôi không nói chuyện với quý vị một thời gian dài, xin hãy thông cảm. Tôi không bao giờ quên quý vị bên trong, tôi luôn ở bên quý vị, Thượng Đế ban cho tôi ân điển đó. Nên xin đừng lo lắng nhé, chúng ta luôn luôn ở bên nhau, Thượng Đế làm chúng ta bên nhau. Thượng Đế hài lòng là chúng ta ở bên nhau và rằng quý vị hợp tác với tôi theo thiên ý để chúng ta có thể làm cho đời mình tốt hơn. Đời sống của người thân, bạn bè mình tốt hơn, đời sống của những người thân yêu tốt hơn và cả thế giới tốt hơn trong nỗ lực khiêm tốn nhỏ bé của mình. Chúng ta cảm tạ Thượng Đế đã cho phép chúng ta làm điều đó. Vì thế đừng cầu quá nhiều cho bất cứ điều gì, chỉ cần cầu rằng thiên ý sẽ được thực hiện và rằng quý vị sẽ luôn có thể làm công việc của Thượng Đế. Và rằng quý vị không bao giờ quên Thượng Đế, chỉ cầu Thượng Đế rằng quý vị sẽ không quên Thượng Đế và luôn nghĩ tới Thượng Đế, nhớ Ngài, thương Ngài, khao khát ở bên Ngài. Và cầu nguyện rằng Thượng Đế cũng không bao giờ quên quý vị. Thượng Đế không quên đâu, có điều nếu chúng ta cản trở chính mình bằng một số hành động bất chính hoặc một số quan niệm sai lầm hoặc suy nghĩ sai lầm, thì chúng ta tự ngăn mình khỏi sự hiện diện của Thượng Đế và sẽ không cảm thấy sự hiện diện và tình thương của Thượng Đế. Nhưng Ngài không bao giờ ngừng thương chúng ta, Ngài không bao giờ quên chúng ta. Chỉ cầu nguyện rằng quý vị không quên Thượng Đế, vậy nha các cưng. Được rồi ha.
Tôi nghĩ bây giờ nói nhiều đó, tôi cần phải đi làm một số công việc khác. Công việc truyền hình Vô Thượng Sư vẫn đang đợi. Tôi sẽ nói với quý vị vào lúc khác. Gửi tất cả tình thương của tôi đến quý vị, tất cả quý vị đệ tử hay không đệ tử, và mọi chúng sinh trên địa cầu này và mọi nơi tôi có thể nghĩ tới. Xin Thượng Đế gia trì tôi để tiếp tục làm điều đó. Xin Thượng Đế gia trì dồi dào mỗi sát na trong đời quý vị và tất cả người thân của quý vị cũng được gia trì như vậy, và rằng tất cả quý vị, người thân của quý vị và mọi chúng sinh sẽ không bao giờ quên Thượng Đế. Đó là điều tôi ước nguyện. Cảm ơn rất nhiều. Amen. Lạy Thượng Đế, chúng con thương Ngài. Chúng con cầu xin sự tha thứ và hướng dẫn của Ngài mọi lúc, để chúng con biết điều đúng đắn nên làm cho tha nhân. Dĩ nhiên cũng cho chính chúng con nữa. Amen. Kính thưa Sư Phụ Từ Tâm Nhất, chúng con thật vinh dự khi được nghe những lời khuyên bảo và khích lệ quý báu của Ngài cho thế giới chúng ta. Giọng nói dịu dàng của Ngài khiến tất cả mọi người nghe đều rất hạnh phúc. Xin cảm tạ Sư Phụ nhắc chúng con lần nữa rằng tùy thuộc vào con người trên thế gian để tạo nên tương lai đẹp đẽ và bình lặng mà tất cả chúng con đều ước ao sớm thấy bằng cách tử tế với chính mình và với tha nhân, bao gồm đón nhận lối sống thuần chay hòa bình. Cầu mong Sư Phụ quý báu luôn khỏe mạnh, rạng rỡ và thật nhiều thanh bình trong sự bảo vệ vô biên của các vị thiên đế hùng mạnh. Để biết về bộ máy hành chính khổng lồ của ngân hàng mà Sư Phụ đã đối diện trong vô số trường hợp khi Ngài tìm cách rút tiền của mình, ngõ hầu cung cấp an ủi và những ai thiếu thốn, và một số thách thức mà Sư Phụ gặp trong khi du hành một mình, xin hãy đón xem vào ngày thứ Tư, 19 tháng 6 năm 2024, trong tiết mục giữa Thầy và Trò, cho chương trình phát sóng đầy đủ thông điệp này. Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các thông điệp giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như ăn uống tùy theo nghiệp của mình, ba dạng minh sư, thế giới chiết chóc kinh hoàng giữa khoảng trống của nghiệp, minh sư tối thượng, con duy nhất của Thượng Đế, lý do linh hồn xuống thế giới này, vân vân, để xem các thông điệp giữa Thầy và Trò liên quan. Và hơn thế nữa, tất cả đều có thể tải miễn phí, xin vui lòng truy cập và tìm kiếm Vua Chiến Tranh.